Phật thuyết Thái tử Hòa Hưu Kinh, Đại Chánh, Hán dịch, Phổ Lục đời Tây Tấn, Khuyết Chanh, Phiên âm và Lược dịch, Nguyên tánh và Nguyên hiện, hiệu đính Tích Nữ Hương Trí, tháng 2 năm 2007. Phật thuyết Thái tử Hòa Hưu Kinh, quyển nhất, bản dịch của Ngài Tăng Hữu đã bị thất truyền, đó là bản phụ lục vào đời Tây Tấn. Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Kỳ Sa Quật trong nước La Dược Kỳ cùng với một vị vạn vị Bồ Tát, Tỳ Kheo Tăng 1.250 vị, các ưu Bà Tát ưu Bà Di, chư thiên phạm vương đế thích dân chúng rồng cho quỷ thần. Thái tử con Du A Xà Thế, tên Hưu Hòa, cùng trưởng giả tử 500 vị, mỗi mỗi đều cầm tàn lỏng bằng hoa báu để ra khỏi thành La Duyện. Cùng Thái tử cùng đi đến chỗ Phật, ai cũng đem bảo cá dâng lên cúng dường Đức Phật. Cúng xong, mọi vị đều chắp tay, đầu mặt cúi sát đất đảnh lễ trước Phật. Thái tử chắp tay bạch Phật rằng: Bồ Tát do nhân duyên gì mà được đoan chánh? Do nhân duyên gì mà không sanh vào trong bụng người nữ, mà hóa sanh trong hoa sen? Do nhân duyên gì mà biết được hạ nguyện trong đời trước? Xin Phật ban đại ân vì con mà phân biệt giả bày. Đức Phật bảo Thái tử: Bồ Tát do nhẫn nhục không sân hận nên đời sau là người được đoan chánh. Bồ Tát không dâm dục cùng gái đẹp, không qua lại với người nữ nên đời sau không sanh vào trong bụng người nữ nhân, mà sanh ra từ hoa sen. Bồ Tát thích đem kinh và giới luật dạy người nên đời sau biết được việc làm của vô số đời trước. Thế tử bạch Phật: Nhân duyên gì mà Bồ Tát được 32 tướng? Lại do nhân duyên gì mà có được 80 tướng đẹp? Do nhân duyên gì mọi người thấy Bồ Tát như thấy hình tượng Phật, mà thấy và thấy mà không sanh lòng nhàm chán? Đức Phật bảo Thái tử: Bồ Tát vốn là vui thích bố thí cho người, khiến họ thỏa mãn cho mong cầu. Ai muốn được y phục, ẩm thực, vàng bạc, cho báu, ngựa xe, nô tỳ vợ con, cho đến xương thịt, đầu mắt, Bồ Tát đều bố thí hết thảy, không để ý, không tham lẫn, tiếc nuối. Do đó mà Bồ Tát được 32 tướng. Bồ Tát từ bi, nhớ nghĩ thương xót tất cả loài bò sát, loài bay trên không, loài sâu nhộng, thương xót như con đỏ, bốn độ thoát hết thảy. Nhờ đó mà Bồ Tát được 80 tướng tốt. Bồ Tát xem oan gia như cha mẹ, đem lòng yêu thích mến thương không khác. Nhờ đó nên chúng sanh thấy như thấy Phật, nhìn không nhàm chán. Thái tử bạch Phật: Do nhân duyên gì Bồ Tát có trí huệ hiểu thâm sâu kinh điển? Do nhân duyên gì mà chứng vào tam muội an ổn? Do nhân duyên gì mà lời nói của Phật khiến người nghe đều sinh tâm hoan hỷ? Phật bảo Thái tử: Bồ Tát vui thích kinh sách, đọc tụng, học thuyết, nhờ đó nên có trí huệ thâm nhập kinh điển. Bồ Tát thường thích định ý an tâm nên được tam muội an ổn. Tất cả lời nói của Bồ Tát đều chí thành, không lúng dối, không khinh mạng người, do nhờ lời nói lời thành tính như vậy nên người nghe ai cũng sanh tâm hoan hỷ. Thái tử bạch Phật: Do nhân duyên gì mà thân hành, lời nói, tâm niệm của Bồ Tát đều thanh khiết? Do nhân duyên gì mà ma vương không thể tùy ý tùy tiện phá hoại? Do nhân duyên gì mà chúng nhân không dám phỉ báng kinh Phật, không dám phỉ báng Tỳ Kheo Tăng? Phật bảo Thái tử: Bồ Tát vui thích cúng dường thưa sự chư Phật, ở thích kinh điển, thích Tỳ Kheo Tăng đã được thanh khiết trong sạch. Bồ Tát ngày đêm kinh hành tinh tấn, nhờ đó mà ma vương không thể tùy tiện phá hoại. Bồ Tát nói lời đều chí thành, không lúng dối, nên mọi người không dám phỉ báng lời và ý kinh mà Bồ Tát thuyết giảng, không dám phỉ báng Tỳ Kheo Tăng. Thưa tự bạch Phật: Do nhân duyên gì mà Bồ Tát được thọ mạng lâu dài? Do nhân duyên gì mà không có bệnh tật? Do nhân duyên gì mà trong nhà đều hòa thuận kính trọng nhau, không khiến mọi người xa nhau? Phật bảo Thái tử:
Bồ Tát hành từ tâm không sát sinh nên đời sau được thỏa mãn lâu dài. Bồ Tát không cầm dao gậy làm người khiếp sợ, nhờ đó nên đời sau không bị bệnh tật. Bồ Tát thấy có người đánh cãi nhau thì thường hay cứu giải khiến hòa hợp ấy, cho nên đời sau là người không bị biệt ly. Thế tự bạch Phật, do nhân duyên gì mà Bồ Tát dễ được tài vật giàu có, không lâm hoạn nạn? Do nhân duyên gì mà không bị mất mát tài sản, không bị người cướp đoạt? Phật bảo Thế tử, Bồ Tát có trí huệ sáng suốt không ngu si nên được giàu có lớn, chẳng nghèo khó. Bồ Tát vui thích bố thí, không tham thiết vật gì nên không mất tài vật. Bồ Tát thấy người giàu có an vui, được tiền tài thì không sanh tâm tật đố, nhờ đó nên được tôn kính. Bồ Tát không sát sanh, không cống cao ngã mạn nên được sang trọng phú quý. Thái tử bạch Phật, duyên gì mà Bồ Tát được thiên nhãn thấy suốt, duyên gì mà chứng được thiên nhĩ nghe thấu khắp nơi, duyên gì mà Bồ Tát biết sanh tử thế gian và nghiệp thiện nghiệp ác? Thế Phật bảo Thái tử, Bồ Tát thường thích đốt đèn dâng cúng chùa Phật nên được thiên nhãn thấy được thấu suốt. Bồ Tát thường cúng dường kỹ nhạc lên chư Phật và chùa Tát nên được thiên nhĩ thông nghe được thông suốt. Bồ Tát thường nhập tam muội thiền định nên biết sanh tử thế gian và hai nghiệp thiện ác. Thế tự bạch Phật, Bồ Tát thì nhân duyên gì mà được phi hành tứ thần túc? Nhân duyên gì mà Bồ Tát nhớ được việc làm trong vô số kiếp trước? Và nhân duyên gì mà Bồ Tát gặp Phật liền dứt mạng? Phật bảo Thái tử, Bồ Tát do nhờ bố thí người xe cộ, voi ngựa, lạc đà và giày dép nên được tứ thần túc phi hành. Bồ Tát thích nhớ nghĩ tam muội thần túc của chư Phật nên khi sau khi học thì vui dạy cho người, nên nhớ biết được việc trong vô số kiếp trước. Bồ Tát được Phật ấy tâm không trụ vào đâu nên được mạng chung nhập niết bàn. Thế tử bạch Phật, Bồ Tát do nhân duyên gì mà biết được cõi Phật mà mình sẽ sanh về? Do nhân duyên gì mà biết trước đời sau được làm tỳ kheo tăng? Do nhân duyên gì mà được hào quang chiếu khắp mười phương cõi nước? Phật bảo Thái tử, Bồ Tát thường nhiều nguyện nên biết trước được cõi Phật mà mình sẽ sanh về. Bồ Tát vui thích bố thí cho người, vui thích chỉ dạy cho người hành kinh lục ba la mật nên biết đời sau mình làm tỳ kheo tăng. Bồ Tát nhờ đem bảy báu làm bảo cái cúng dường chư Phật và chùa Tát nên được ánh quang minh chiếu khắp mười phương cõi nước. Đức Phật vì Thái tử nói rõ những việc này xong, Thái tử rất mừng vui và 500 vị trưởng giả tử đều rất hoan hỷ. Thái tử bạch Phật rằng, về đời sau, tất cả lời Phật dạy con đều phụng hành, đảm đương đầy đủ. Đức Phật mỉm cười, từ kim khẩu phóng ra năm sắc hào quang chiếu khắp mười phương. Bồ Tát Di Lặc đứng dậy quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng, nhân duyên nào khiến kim khẩu ngài có năm sắc hào quang chiếu khắp mười phương cõi nước? Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, hãy nghe ta nói đây. Thái tử Hòa Hư và 500 vị trưởng giả tử đời trước đã từng cúng dường năm ức trăm ức Phật đều hành Bồ Tát đạo. Các vị này chính là 500 vị trong đời thời Đức Phật Đề Hòa Kiệt La trong đời trước, đều là đệ tử giáo hóa của ta, đời sau sẽ được cơ hội cúng dường 6 ức Đức Phật, đó cũng là kiếp cuối cùng. Kiếp tên là Ma Ha Ba La Mật. Tất cả đều cơ hội trong một kiếp. 500 vị trước sau đều đồng một hiệu là Nhược Na, Cảnh Đầu Đà Na, sau đó sẽ thành Phật. Cõi nước ấy cũng như cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Trong nước, các Bồ Tát thường lui tới, vị thì bay khắp, vị thì biến hóa, đều như các vị Bồ Tát trong cõi nước của Đức A Di Đà Phật. Người nghe kinh này đã được sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà làm Bồ Tát, như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Tam Ma Đề Bát. Đời sau này sẽ đặng làm Phật như Đức Phật A Di Đà. Khi Phật nói câu này xong, Thái tử Hòa Hư cùng 500 vị trưởng giả, các tỳ kheo Bồ Tát, tỳ kheo Tăng, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di, chư Phàm Thiện, nhân dân, rồng quỷ thần đều rất hoan hỷ đến trước Phật
lẽ rồi lui ra. Phật tuyết, Thái tử Hòa Hư Kinh.